À, tiếp tục giải đề số 31 nào các bạn ơi. Câu 1 này, câu 1 đáp án 1 là sau mul maliguismita có nghĩa là đang can đánh nhau. Đáp án 2 là hòa herul haguismita có nghĩa là đang hòa giải. Đáp án 4 là yong sorul bilguismita có nghĩa là đang cầu xin tha thứ. Đáp án 4 là mulkonul busuguismita có nghĩa là đang phá đồ. Thì đáp án đúng là đáp án 1 có nghĩa là đang can đánh nhau. Tiếp theo là câu 2, câu 2 là đáp án 1 là muri sejanisimida, có nghĩa là có 3 cốc nước. Đáp án 2 là muri nebigisimida, có nghĩa là 4 có 4 chai nước. Đáp án 3 là muri sebyeong isseumnida, có nghĩa là có 3 chai nước. Đáp án 4 là muri nechanisimida, có nghĩa là có 4 cốc nước. Thì đáp án đúng là đáp án 1, muri sejanisimida. Tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 là chọn từ liên quan này Thì từ những cái từ cho trước ở đây là Shike, Hoa Bun, Kagu, Television Shike là đồng hồ này Hoa Bun là cái bồn hoa này Kaku là những cái đồ gỗ ở trong nhà Như là tủ, giường, cái này nọ đấy Đã, Cái từ là chân là TV Thì đáp án một ở đây là Hushik Hushik là món trắng miệng Đáp án 2 là Trang là trang trí Đáp án 3 là Sô xích ở đây có nghĩa là là cái món ăn đơn giản hay là thông tin tùy vào trường hợp thì nó sẽ có những cái nghĩa khác nhau. Đáp án 4 là sơ xịch. Sơ xích ở đây là cái nơi cư trú, nơi sống hay là những cái mẫu giấy tờ đấy, tùy trường hợp thì nó sẽ dịch các nghĩa khác nhau nhé Thì đáp án đúng ở đây là đáp án 2, trang xích có nghĩa những cái đồ ở trên là những cái đồ mà trang trí ở trong nhà đấy. Tiếp theo là câu số 4. Câu số 4 này thì đoạn đáp án 1 là nó có nghĩa là đã đặt đã đặt ở đáp án 2 là chúa có nghĩa là đã cho đáp án 3 là mua có nghĩa là đã không biết đáp án 4 là các ta có nghĩa là đã cắt đã gọt thì đáp án đúng là đáp án số 2 thì cái đoạn này là yiko Suishi có nghĩa là người này nó hỏi là cái hoa này thì là đã nhận từ sumishi à thì anh kia nó bảo là ne sumisiga juwasseyo. Có nghĩa là sumisiga đã cho. Đấy, đáp án đúng là đáp án 2. Tiếp theo là câu số 5. Câu số 5 thì đáp án một nó là kori. Kori ở đây nó có nghĩa là bước chân, là khoảng cách à là, là khoảng cách là cự ly. Đáp án 2 là muke, muke là trọng lượng đấy. Đáp án 3 là kiri, kiri ở đây có nghĩa là là chiều dài, độ dài đáp án 4 là xăng phùm là hàng hóa thì uh, đáp án đúng là đáp án 2 mua kê nghĩa là trọng lượng thì cái câu văn của nó là isoporul thế chân có nghĩa nó bảo là cái cái bưu phẩm này ấy, là tôi muốn uh, gửi đi tay trơn thì cái tiền phí là bao nhiêu thì thì cái người nhân viên người ta trả lời là mukie <laughs> tara có nghĩa là tùy vào cái cân nặng mà nó sẽ khác nhau. Ikilo naomeon 1 turoyo có nghĩa là nếu mà được hai cân đấy thì là phí là 2.000, hai nghìn won. Đáp án đúng là đáp án hai. Tiếp theo là câu số sáu. Câu số sáu thì đáp án một là 위치, 위치 là vị trí. Đáp án hai là chuso là địa chỉ. Đáp án ba là 전화번호 bonho là số điện thoại. Đáp án bốn là 담당자 tăng có nghĩa là nhân viên tư vấn đấy thì cái đoạn hội thoại của nó là Surushi Wekuki Center cho Hoa có nghĩa nó hỏi là mày có biết số điện thoại của trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài không? thì anh kia trả lời là có nghĩa là tạo không biết mày thử gọi đến số 114 xem thì đáp án đúng là đáp án 3 có nghĩa là cái số điện thoại mà 114 này là mình khi mà mình muốn biết điện thoại của cái nơi nơi công cộng nào đấy thì mình gọi 114 để mình hỏi. Tiếp theo là câu số 7. Câu số 7 này, đã bán một là no so. No ta có nghĩa no ta có nghĩa là cho vào, bỏ vào. Đã bán hai là no so, có nghĩa là đặt là để đặt lên đặt xuống đấy để xuống đấy đáp án 3 là patta do patta là nhận 나만 몰는추어서 광해라 쪄 주다 광해라 쪄. 뒤로 안반 한국의 대표적인 음식인 김치는 채소를 소금에 절인 후저고 고주 가루 마늘 양파 젓갈 등을 저 넣어서 양념한 것입니다 광해라 반 둥을라 다반못는 말라. cái món ăn tiêu biểu của Hàn Quốc ấy, kim chi ấy, thì là được uh, được muối bằng rau củ được muối bằng loại rau củ sau đó là mình cho bột ớt vào này cô chút caru nghĩa là bột ớt này mà nơi là tỏi này Yangpa là hành tây này chật kha là những cái món như là muối này nọ đấy có nghĩa là mình cho cho nó gia vị vào để cho nó theo cái khẩu vị của mình ăn đấy yang nim han것입니다. Đấy thì đáp án đúng là đáp án 1. Có nghĩa là no rồi. Đấy. Thì đáp án đúng là đáp án 1 nhá. Tiếp theo là câu số 8 này. Câu số 8 đáp án 1 nó là xin chưng hè à, xin chưng hata đây có nghĩa là là đăng ký. Đáp án 2 là pe <laughs> <là, cười> à, pe có nghĩa là tháo ra là bỏ đi, là tháo ra. Đáp án 3 là chưng <laughs> hè à Tà ở đây có nghĩa là quyết định, là định là quyết định. Đáp án 4 là nè Nè Tà có nghĩa là nộp là có nhiều nghĩa lắm, mình dịch ở đây là phải nộp. Thì đoạn đoạn hội thoại của nó là "Ibon ibon ju gachi inde yeonjang sincheong eul eonje gachi Có nghĩa là bảo là cái uh, thời hạn lưu trú của nó ấy, thì là tuần này hết hạn. Cho nên là mình đăng ký gia hạn là đến bao giờ thì được? Nếu mà đến bao giờ thì được. Thì thằng kia nó trả lời là 만료일 전에 빨리 하세요. 만료일이 지나면 뭘 금물 내야 có nghĩa đáp án đúng là đáp án 4. Thì thằng kia nó trả lời là trước cái ngày mà hết hạn đấy, trước cái ngày mãn hạn đấy thì là hãy đăng hãy hãy, hãy làm nhanh lên nếu mà quá cái hạn đấy ấy, quá cái ngày hết hạn đấy là là phải nộp phạt đấy thì đáp án đúng là đáp án 4 nề tả là phải nộp nộp phạt tiếp theo là câu số 9 câu số 9 đây là cái hình ảnh này là cha cha tung cha chân dùng có nghĩa là cái đường chuyên dành cho cho ô tô thì đáp án một nó bảo là y của xe chui trang hachima có nghĩa là đừng có đỗ xe ở chỗ này đáp án 2 là i kosezo teksiru có nghĩa là hãy đợi taxi ở ở đây. đáp án 3 là i kirun 자동차만 chaman có nghĩa nó bảo là cái đường này là chỉ chỉ có ô tô mới thì mới đi được thôi thì mới có thể đi. đáp án 4 là i kirun chagamani 많이 다녀 위험합니다 có nghĩa nó bảo là cái đường này là có nhiều xe qua lại cho nên là nguy hiểm thì đáp án đúng ở đây là đáp án 3. Có nghĩa là cái đường này cái đường này là chỉ có ô tô đi được thôi. Tiếp theo là câu số 10. Câu số 10 thì nó bảo là chung 무거워서 보관소에 맡기고 싶습니다." "다음 chặt 어느 표지를 mịt 합니까?" Có nghĩa là bảo là cái hành lý ấy thì là vì cái hành lý nó nặng cho nên là mình cho nên là muốn gửi ở cái uh, cái 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 nơi bảo quản, cái chỗ gửi đồ đấy. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án 4 là cái chỗ tủ gửi đồ. Tiếp theo là câu số 11. Câu số 11 này. Câu số 11 là chọn đáp án đúng giống với đoạn văn này. Thì đây là SREKI Bulli Sugar này, có nghĩa là cái thông tin mà để mà phân loại giác đấy. Thì Simunchi는 물에 젖지 않도록 하고 묶어서 매출해 주십시 매출해 주십시오. có nghĩa là những cái loại rác mà dạng báo đấy thì là mình phải để cho nó không được dính nước và mình phải buộc lấy dây buộc nó bằng dây vào và sau đó vớt đi. Tiếp theo là chống y bẹt cơn mù lô hình quân hù mà so bẹt trông y có nghĩa là những cái loại bìa cắt tông hay là những cái vỏ hộp sữa đấy thì là mình phải rửa sạch nó bằng nước rồi sau đó là, là mình để cho nó khô có nghĩa là phải làm cho nó khô rồi sau đó hãng vất tiếp theo là ứng nhiềuu việc ơi thủ cơ ngơ chế cơ hào cổ ông mua có nghĩa là những cái chai nước ấy thì mình là phải tháo riêng tháo bỏ cái nắp đi và mình phải đổ hết nước ở trong đó đi rồi sau đó hãy vất tiếp theo là can anu neon murul go bechu bechure chu sipsio có nghĩa là những cái đồ mà lon đấy những cái lon đấy thì là mình cũng phải bỏ hết nước mình phải đổ hết nước ở trong đó đi và sau đó hãy vất butan gas thongul gumangul tu 두른 hu bechu có nghĩa là bút than ca sư có nghĩa là những cái cái đồ cái hộp mà có ga đấy ví dụ như là những cái chất hóa học mà có ga ở trong đấy như kiểu là cái bình sơn phun đấy chẳng hạn thì là mình phải mình phải đục thủng cái nắp của nó đi rồi sau đó hãng vứt đi đấy thì đáp án một đây là uyu pekun sisterso boreya mita có nghĩa là cái những cái đồ như là những cái đồ như là hộp hộp sữa hộp sữa đấy thì là mình phải rửa sạch sau đó phải phải sau đó hãy vứt đi. đáp án hai là simunchinen marin santeiro borea hamita có nghĩa là những cái đồ giấy báo đấy thì mình phải vứt nó ở trong cái trạng thái khô. đáp án ba là kulakernel kumangul turo borea borea có nghĩa là cái cái lon coca đấy mà là mình phải đục thủng nắp nó đi rồi hãng vứt đáp án 4 là chút sư biếng ơn thú cơ ngươi có nghĩa là cái cái vỏ chai nước ngọt đấy là mình phải vứt nắp riêng ra đấy thì đáp án đúng ở đây là đáp án 3 Ồ xin lỗi các bạn là câu này là nó bảo chọn đáp án sai nhá mà chia nên cơ có nghĩa là đáp án đúng câu này là đáp án 3 có nghĩa là cái lon 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 coca đấy là mình phải đục thủng nắp rồi hãy vứt đi thì đáp án đúng là đáp án 3. Tiếp theo là câu số 12. Câu số 12 là chọn đáp án đúng này. Thì đây là dạng biểu đồ rồi này. Thì đáp án 1 đây nó bảo là "회고킨 글로자 중 절반 이상은 숙박 및 음식점업에 종사합니다." Có nghĩa là nó bảo là cái số lượng người mà trong số những người lao động nước ngoài ấy, thì là cái số người mà làm việc ở quán ăn ở quán ăn và nhà nghỉ đấy xúc bác là nhà nghỉ ưng xích chôm là chỗ quán ăn đấy là chiếm hơn một nửa thì các bạn nhìn vào biểu đồ nó đâu đó chỉ khoảng 28 thôi thì đáp án này là sai đáp án 2 thì nó bảo là Seoul xe cơ chú hà nên nguyên quốc kinh cử lôi <laughs> cháu rô chỉ ơi có nghĩa nó bảo là những cái người mà cư trú ở seoul ấy, thì là số lượng người lao động nước ngoài và cái số lượng người mà là kết hôn đấy là bằng giống nhau thì các bạn nhìn lên biểu đồ có nghĩa là số lượng người mà người lao động nước ngoài người lao động nước ngoài là 150.433 người đấy còn Kironimin chi chỉ có ba mươi một hai trăm người thôi thì đáp án này là sai tiếp theo thì đáp án 3 nó bảo là 건설보다 제조업에 종사하는 외국인 근로자의 수가 더 많습니다 có nghĩa nó bảo là so với cái số lượng người lao động nước ngoài mà làm trong cái ngành xây dựng ấy thì là cái số lượng người làm trong ngành sản xuất chế tạo là là nhiều hơn thì các bạn nhìn vào biểu đồ, quân sơ nó đâu đó khoảng 19%, còn đâu chê chúa ấp nó chỉ khoảng 16% thôi. thì đáp án này cũng là sai. đáp án bạn đáp án 4 thì nó bảo là Seoul, Cheju, núi ơi, Seoul, Inshipo, có nghĩa nó bảo là cái số lượng người lao động nước ngoài mà cư trú ở ở Seoul đấy là khoảng hơn ship uh, Oman có nghĩa là khoảng hơn 150.000 người thì các bạn nhìn lên cái thông tin của nó đấy là 150.433 người thì như vậy đáp án đúng là đáp án 4 đấy đáp án 4 là phần đúng nhá tiếp theo là câu số 13 câu số 13 này kế giác khi gà ni á chích nam ma y nâng si cùng cho người ốm kia chấm ốm có nghĩa là cái thằng này nó hỏi là cái cái thời gian dạ, cái thời cái thời hạn hợp đồng của nó là vẫn còn cho nên là nếu mà kiểu như là nếu mà có có thể chuyển có thể chuyển công ty được không nhỉ thì người kia trả lời là 약속한 기간에 끝나기 전에 có nghĩa là trước khi cái thời hạn mà kết thúc ấy thì là cái việc chuyển công ty là nó nó vất vả hiếm thì đáp án một đây là ký xúc xa là ký túc xá này đáp án hai là khối center là cái trung tâm tuyển dụng này đáp án ba là sáng tâm xô có nghĩa là trung tâm tư vấn đáp án bốn là xá ấp có nghĩa là nơi làm việc công ty đấy. Có nghĩa là đáp án đúng là đáp án 4. Có nghĩa là trước cái thời hạn mà trước khi thời hạn kết thúc đấy thì là cái việc chuyển công ty này là rất là vất vả. Đấy, đáp án đúng là đáp án 4. Tiếp theo là câu số 14. Câu số 14 này, 많이 다치지 않아서 정말 다행이에요. 몸은 좀 어때요? 많이 좋아지었어요. 3 chấm. Có nghĩa là ngày nó bảo là tuansi ờ, không bị ờ, không bị thương nhiều. Không bị thương nhiều thì thực sự là may mắn đấy. Thì nó hỏi là người người thế nào? Thì thằng kia nó bảo là manni chueosseoyo, có nghĩa là đã tốt lên nhiều rồi. Thì đáp án một là jeoto hambon arabwolgeyo, có nghĩa là tôi cũng ờ, thử tìm hiểu một lần tôi cũng sẽ tìm hiểu một lần đáp án hai là cực chân hề chùa do khum mau có nghĩa là vì cảm ơn vì đã lo lắng đáp án ba là chromion maril hea chiều có nghĩa là nếu mà như vậy ấy, thì là phải nói đáp án bốn là aship ở chơi chiều có nghĩa là tôi rất là tiếc nhưng mà kiểu như không còn cách nào khác đấy thì đáp án đúng ở đây là đáp án 2 cực chân hê chùa so của màu ổ có nghĩa thằng kia nó nó hỏi là ờ, mày không bị thương nhiều thật là may mắn đấy cơ thể thế nào người thế nào thằng kia nó bảo là đã tốt lên nhiều rồi cảm ơn vì đã lo lắng đấy, đáp án đúng là đáp án 2 tiếp theo là câu số 15 câu số 15 này 수피카는 Subic, 아파서 오늘 회사에 못했습니다. 약을 먹었는데도 너무 많이 아파서 내일도 회사에 못갈것 같습니다. Là, là cái thằng Supika này ấy là vì nó đau cho nên là hôm nay nó không thể đến công ty được. Và mặc dù là đã uống thuốc rồi nhưng mà vẫn rất vẫn đau rất là nhiều ngày mai ngày mai cũng chắc là ngày mai cũng không thể đến công ty được thì đã bán một đây là kêu gần ở đây là nghỉ là nghỉ việc đấy đã bán hai là Huu có nghĩa là xuất ngoại là ra ngoài là xuất ngoại đã bán ba là chi cạc chi cạc là đi muộn Đáp bán 4 là hè củ hè củ ở đây có nghĩa là xa thải thì đã bán đúng ở đây là đã bán một kêu có nghĩa là nghỉ đấy Tiếp theo là câu số 16. Câu số 16 này. Hàn Quốc 사람들을 인간 관계를 중요하게 생각하기 때문에 직장에서 회식, 회식을 많이 하게 됩니다. Có nghĩa là vì là người Hàn Quốc nghĩ rằng là vì người Hàn Quốc nghĩ rằng là cái việc mà đối nhân xử thế đấy, In 인간 관계 có nghĩa là việc đối nhân xử thế đấy là quan trọng cho nên là ở trong công việc đấy thì là uh, thường xuyên gọi là làm nhiều cái liên hoan công ty ấy thì là được huế xích ở là liên hoan công ty đấy huế xích khi <laughs> ra nhỏ đô xa răm tư đi hầm ghê mùi ưm con à mà có sư có nghĩa là cái cái huế xích cái này ấy, nó là cái việc mà mọi người mọi người uh, tập trung lại và cùng nhau ăn ăn uống hoặc là uống rượu đấy. 그리고 회식도 직장 생활을 한 부분이라고 생각하는 사람들이 많습니다. Có nghĩa là và có cũng có nhiều người nghĩ rằng là cái việc mà đi ăn liên hoan công ty này nó cũng là một phần của của công việc. Nó là một phần của trong sinh hoạt công việc. Đấy. 예전에는 식당이나 술집을 옮겨가면 밤늦게 밤늦도록 술을 마시는 경우가 많습니다. có nghĩa là ngày trước ấy thì là mình đi đến những cái nhà hàng hay là những cái uh, cái quán rượu ấy thì là nếu mà mình đi đến nhà hàng hay là quán rượu ấy thì là thì là người ta uống rượu, cái trường hợp mà uống rượu cho đến đêm muộn ấy. Là rất là nhiều. 그러나 요즘 요즘은 건강을 중요하게 생각하는 사람들이 만나지면서 술을 적게 마시고 즐기는 모습을 많이 볼수있습니다그니까 말은, tuy nhiên thì là dạng này ấy, uh, có nhiều người nghĩ rằng là s ứ người ta chỉ uống một chút rượu thôi và người ta xem như đấy là một cái hình thức vui vẻ thôi. 그래서 간단하게 저녁을 먹거나 공연을 보는 것으로 회식을 대신하기도 합니다. Vì vậy cho nên là người ta ăn một cái bữa tối đơn giản thôi hoặc là người ta đi xem những cái buổi công diễn thì là cái đó nó cũng thay thế thay thế dần cho cái việc huê xích đấy thì đã bán một ở đây có nghĩa là huê xích hạ trang chẳng sổ có nghĩa là cái địa điểm mà uh, liên hoan công ty đã bán hai là huê xích hạ linh băng bộp có nghĩa là cái phương pháp liên hoan công ty đã bán ba là huê xích môn hoa ơi biến hỏa có nghĩa là cái sự biến hóa của uh, văn hóa liên hoan đã bán 4 là huê xích cựu có nghĩa là cái bầu không khí của liên hoan công ty thì đáp án đúng ở đây là đáp án 3. Đây nó nói lên cái sự biến hóa, cái sự thay đổi của cái việc mà liên hoan công ty đấy. Tiếp theo là câu số 17. Câu số 17 là chọn đáp án đúng này thì uh, đây là một cái bảng uh, như kiểu là cái lịch thông báo đấy. Thì hàng Google eps 시험 EBS 토픽을 아래와 시행합니다. Có nghĩa là nó cái cái dự định mà tổ chức thi tiếng Hàn ibs Topic ấy, là nó giống như cái thông báo ở dưới đây có Shio Mishi có nghĩa là ngày ngày tháng thi này ưng si ốp chung có nghĩa là những cái ngành này là ngành chơi chô ốp ốp khơi sơ này ưng si ca tra kiểu có nghĩa là những cái đối tượng đấy đối tượng là ban chờ yoro tôi xây sang man chờ Sorin Ahupse Iharo Cha Có nghĩa là cái người từ 18 cho đến 39 tuổi Ưng Si Có nghĩa là cái cái mẫu, cái giấy tờ để mà đăng ký đấy Một là Chụp Su Có nghĩa là thời gian đăng ký này Chụp Su Băng Có nghĩa là Khe Biêu Băng Có nghĩa là đăng ký trực tiếp đấy Băng là trực tiếp đấy Ba là Chê Chu Có nghĩa là cái hồ sơ cần phải nộp này ứng sơ có nghĩa là đơn đăng ký là một này đơn ứng ứng thi đấy ứng tuyển đấy do quân là hộ chiếu này sa me có nghĩa là thẻ này do quân nhung sa có nghĩa là cái ảnh dùng để dán hộ chiếu còn tiếp theo là ứng chi có nghĩa là cái tiền phí là 24 đô đấy hợp kiếp tra bài pio có nghĩa là cái ngày ngày thông báo kết quả đấy là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2014 bên dưới là bài phiêu bằng bộp có nghĩa là cái phương thức thông báo kết quả là nó thông báo ở trên website ở bên dưới thì đáp án một đây nó bảo là man yoro tôi sẽ cắt chi nên hàng quốc hàng quốc cơ có nghĩa là nó chỉ bảo là cái người mà đến 18 tuổi thì mới có thể là là tham gia cái kỳ thi năng lực tiếng Hàn này. Đáp án 2 thì nó bảo là Hàn Quốc sản xuất in lực công đoàn homepage를 통해 수 있습니다. Có nghĩa là bảo là mình có thể đăng ký ở trên trang trên trang homepage của 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 Hàn Quốc Hàn Quốc sản in đấy. Mình có thể có nói chung là có thể đăng ký ở trên trang web được. Đáp án 3 là nó bảo là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2014 là mình là mình phải nộp cái uh, cái hồ sơ Wilson Neasium đã có nghĩa là phải nộp đơn thì mới có thể thi được đáp án bố là ứng siêu Wilson Chihuahete nên Tony tả có nghĩa là khi mà mình nộp đơn đăng ký là mình là cần phải phải cần tiền thì đáp án đúng là đáp án 4 có nghĩa là là phí là 24 đô đấy đấy thì đáp án đúng là đáp án 4 tiếp theo là câu số 18 câu số 18 này 저는 멀치 mới chia 갈때 보통 cây tệ bổ thông khó rô khăn mì có nghĩa thằng này nó bảo là tôi ấy thì là uh, khi mà đi những cái chỗ không xa đấy thì là thông thường là tôi đi bộ nếu mà đi ô tô ấy thì là tiện tuy nhiên thì là cái việc đi bộ ấy, thì là nó tốt cho sức khỏe thêm nữa đấy là mình có thể nhìn ngắm được nhiều thứ nhiều cái thì đáp án một đây là cho nên ổn trên có nghĩa là nó bảo là tôi thì là khi nào tôi cũng uh, đi lại đi bộ đấy Đáp án hai thì nó bảo là cho nên cha chu có nghĩa là bảo tôi thường xuyên đi bộ cho nên là sức khỏe tốt cho nên là rất là khỏe Đáp án ba là 저는 nên 것을 좋아합니다 chua có nghĩa là nó bảo là, tôi uh, cái tôi thích cái việc nhìn ngắm. Đáp án 4 là cho nên koro nên Có nghĩa là bảo tôi thì là uh, cái việc mà đi đi lại là đi bộ ấy thì là tốt. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án 4. Có nghĩa là muốn nói lên cái việc đi bộ là tốt. Tiếp theo là câu số 19. Câu số 19 này. Kunaru 일을 내일로 미루지 말고 마무리 마무리 해주고 안전 사고가 발생하지 않도록 주변 정리 정돈을 하고 나갈 때는 상사나 동료에게 수고하셨습니다라고 인사를 나눕니다. 꼭일라나 말라, 그, 그공 v i k c 그 날. cái công việc của ngày đó ấy, thì là không tiếp diễn vào ngày mai mà là phải làm cho nó hoàn thành và để cho không có những cái tai nạn nó phát sinh ấy thì là hãy chỉnh lý chỉnh đốn ở xung quanh rồi sau đó ra ngoài khi mà ra ngoài ấy, thì là mình 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 nói mình nói với cấp trên hay là đồng nghiệp rằng là sukuhasismita có nghĩa là kiểu như là chào ra về đấy mình chào trước khi ra về Thì đáp án 1 ở đây là Chui cân Chui cân là đi làm đấy Đáp án 2 là Cơn mù Là làm việc Đáp án 3 là Chui ấp chưu trịch Có nghĩa là cái quy định làm việc Đáp án 4 là Thuê cân Thuê cân có nghĩa là tan làm Thì đáp án đúng ở đây là đáp án 4 Tan làm Thuê cân Câu cuối cùng là câu số 20 Câu số 20 này Yung sui si nen nore ril chua ta 그래서 노래를 자주 부릅니다. 거기나 봐라 융수 씨는 thì là thích uh, thích hát. Vì vậy cho nên là thường xuyên hát. Đấy thì đáp án 1 đây là ca sĩ, ca sĩ là ca sĩ này. Đáp án 2 là 취미 là 취미 là sở thích. Đáp án 3 là 친구, 친구 là bạn bè rồi. Đáp án 4 là 직업 là nghề nghiệp. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án 2, 취미. Có nghĩa là cái thằng này nó thích hát.